Thì sau khi mà mình xóa xong á, cái này là nó còn hiện cái tên nó, chẳng qua nó chưa có đồng bộ là thôi các bạn bình tĩnh ha, đừng có sợ. Rồi tiếp tục các bạn kích hoạt, không mà kích hoạt trên bao tool cũng được nè các bạn cứ đợi nó kích hoạt thôi. Cái này hiện tại thì tool nó chạy là chạy tự động thôi, hỗ trợ tới iOS 18, iPhone 16 gì làm được hết nha các bạn. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận cái máy iPhone 13 nè các bạn. Tình trạng cái máy này thì xài bình thường thôi, nhưng mà điều cái tài khoản iCloud á thì họ quên cái mật khẩu rồi các bạn. Giống như là con cá nó tạo giùm á, giờ nó không dùng nữa, nó đưa qua cho xài mà hỏi nó mật khẩu á thì nó không có nhớ ha. Thì nếu mà các bạn có một cái máy như thế này á, các bạn không nhớ mật khẩu á thì mình đừng có cố mà mình đổi mật khẩu nha. Nếu mà các bạn cố đổi mật khẩu thì nó có những cái tính năng mà mình xóa hẳn đó, nó bị mất cái quyền đó nha các bạn. Thì cái máy này cũng không có cài mật khẩu màn hình nè, thì mình vô mình đổi mật khẩu cũng không có được đâu. Những cái máy nào mà có cài mật khẩu màn hình thì các bạn xác suất vô đổi mật khẩu thì nó mới được ha. Thì tình trạng những cái máy như thế này á, thì đầu tiên các bạn vô cho phần iCloud giúp mình nè, vô cái tất cả nè. Các bạn thấy cái dòng mà Game Center không? Các bạn tắt bật. Mình đợi một lát, nếu mà nó không có hỏi mật khẩu iCloud á, là mình xóa hẳn cái máy này 100% được nha các bạn. Đó các bạn đợi mình bật nè, các bạn thấy không, bật tắt nó không có hỏi mật khẩu gì hết á. Giờ mình ghim kết nối với máy tính, cái cách làm thì mình là bắt cúp lại các bạn. Các bạn nhớ là đừng có đổi mật khẩu linh tinh nha, đổi được 1-2 lần thôi, còn mình không nhớ thì mình ngưng, đừng có đổi nữa. Nếu mà các bạn đổi nhiều lần quá thì cái phần mà bật tắt Game Center nó mất tác dụng nha các bạn. Thì mục đích của mình là backup, mà backup nó chỉ cho mình backup dữ liệu á, với lại cái thời gian mà mình xóa iCloud chỉ 5 phút thôi. Thì những cái máy có dữ liệu nhiều á, các bạn nên giữ lại thì copy ra máy tính ha, còn không á thì mình xóa hết dữ liệu đi. Như cái máy này là giống như là con cái nó cho người nhà dùng á, thì mình xóa hết dữ liệu luôn nha các bạn. Hình ảnh hay là ứng dụng gì đó các bạn cứ xóa hết cho mình đi, xóa càng nhiều càng tốt ha. Trong phần thùng rác gì nè, các bạn cứ xóa hết cho mình. Rồi coi cái máy mình nó chống dung lượng á, càng nhiều thì càng tốt nha, để mình bắt cúp cho nó nhanh nha các bạn. Thì cái cách làm này nó cũng ra khá là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái tool này nó chạy tự động luôn nha. Nó chạy hỗ trợ tất cả iPhone, tất cả iOS luôn nha các bạn. Hiện tại iOS 18 thì làm được láng hết ha. Oh my God. Thì các bạn chỉnh cái độ sáng màn hình nè, chỉnh từ đừng có chỉnh khóa tự động, chỉnh không bao giờ khóa giúp mình đi, để trong quá trình làm á cái máy nó hiện như thế nào thì mình làm ha. Nhớ là không có kết nối wifi, kết nối gì bluetooth với lại lấy sim ra cho chắc cú nha các bạn. Dùng wifi thôi. Đầu tiên các bạn bật wifi lên, rồi tiếp tục vô cái phần Game Center á, các bạn tắt rồi bật Game Center một lần, hai lần, ba lần gì cũng được các bạn. Các bạn nên bật tắt á, nếu mà các bạn bật tắt một lần được á thì mình để luôn. Rồi cái này bật tắt được nè, các bạn trở lại tắt mạng giúp mình, tắt wifi luôn nha. Lúc nãy thì bluetooth với lại 4G gì đó mình không có bỏ sim, cái đó là tắt trước, là các bạn thấy mình tắt rồi ha. Rồi mở cái tool này lên, cái tool này nó chạy tự động luôn nha các bạn. Sau khi mình bật tắt Game Center á, các bạn bấm trên tool nè, nó kêu mình là xóa những cái dữ liệu gì đó sạch hết đi, rồi kết nối với internet, rồi bật tắt Game Center, rồi trở lại bấm ok mà nãy giờ mình làm hết ok rồi ha. Thì giờ mình canh thời gian coi thử cái máy này nó xóa iCloud được bao nhiêu phút nha các bạn. Rồi các bạn bấm ok, tự động cái tool đó nó tìm dữ liệu cái máy, rồi nó backup lại cái máy mình, rồi nó read token đó, nó xóa luôn cho mình ha. Cái tool này các bạn chạy được thì mình phải order series nha. Các bạn cần làm thì liên hệ với mình hỗ trợ order cho các bạn chạy. Khá là đơn giản thôi các bạn. Rồi trong lúc này thì các bạn để cái máy á, nhìn cái tool cho nó chạy thôi. Nó backup dữ liệu xong rồi nó read token rồi nó xóa cho mình thôi. Các bạn thấy không? Đó, nó đang xóa nè. Mục đích mà mình để nó không khóa màn hình là cho các bạn dễ nhìn ha. Nhiều lúc các bạn khóa màn hình lại wifi, có khi nó tự nó nhảy lên nó bật wifi là không có được các bạn ha. Rồi tới công chuyện này. Rồi lúc này thì nó đang gỡ bỏ iCloud, các bạn cứ đợi đi. Các bạn nhớ là xóa hết dữ liệu càng nhiều càng tốt là được rồi. Trong quá trình nó
bắt cúp rồi nó xóa tự động luôn á, là chừng dưới 5 phút là ok nha. Đó, khi nó xóa thành công rồi các bạn thấy nó ghi nè, để xóa thành công iPhone 13. Rồi nhớ là kiểm tra on off iCloud kỹ lại rồi mình mới xóa máy nha. Cái này quan trọng nha các bạn. Nhiều lúc các bạn không có kiểm tra lại á, các bạn lật đật xóa máy á, là nó hư bột hư đường hết à. Rồi giờ mình đi kiểm tra iCloud coi thử là bật hay tắt nè. Các bạn nhớ là không có bật wifi lại nha. Trước khi mình xóa là không có bật wifi. Rồi nó off nè các bạn. Cái này là những cái tool kiểm tra free thôi. Các bạn nhớ cho mình là trước khi mình xóa cái máy hãng 100% á, bấm vô cái tab này nè, chọn xóa tất cả dữ liệu nè. Trước khi các bạn xóa thì các bạn nên kiểm tra thêm những cái trang web nha. Mình cứ để trên màn hình nè, những cái trang web này các bạn tham khảo. Còn nếu các bạn kiểm tra trang web free nó chưa chính xác, có chắc ăn á, thì gửi số email cho mình, mình kiểm tra những cái trang web tốn phí giúp các bạn ha. Nói chung là kiểm tra on off thì nó cũng không có nhiều tiền các bạn ơi, có mấy ngàn thôi, mình hỗ trợ giúp các bạn cũng được, không thành vấn đề nha. Thì sau khi mà mình xóa xong á, cái này là nó còn hiện cái tên á, chẳng qua nó chưa có đồng bộ lại thôi các bạn bình tĩnh ha, đừng có sợ. Rồi tiếp tục các bạn kích hoạt, không mà kích hoạt trên Bluetooth cũng được nè các bạn cứ đợi nó kích hoạt thôi. Cái này hiện tại thì tool nó chạy là chạy tự động thôi, hỗ trợ tới iOS 18, iPhone 16 gì làm được hết nha các bạn. Rồi khi nào nó kích hoạt xong nè, các bạn thấy không, trên tool nó báo ok, máy mình nó vô làm menu. Xóa cái này là xóa sạch 100% chứ không phải ẩn nha các bạn ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.